it like a bottle of wine. I'm fine. I come alive, you drive me wild when I kiss you at night. I'm okay. My soul fire, you take me higher when I
touch your body. You keep me flying. You set my soul fire. You take me higher. When I touch your body. Là năm đầu tiên cô chủ nhiệm mà lớp lại đông con trai như thế này. Chủ yếu là Tây Linh này, ít Tây Lương. Đây là lần đầu tiên lớp nhiều Tây Linh như vậy. Nhưng mà cô thấy các bạn Tây Linh là càng ngày càng ngầu hơn này. Các bạn Tây Lương thì càng ngày càng đẹp trai hơn này. Còn đến thời điểm này thì chúng ta còn một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đó là thi kỳ thi vào cấp 3 thì các em cố gắng thành công. Còn sau khi các em thi xong thì nhớ là ngày bao nhiêu nhỉ? 27 tháng 7. Tập trung ở đâu? Nhà cô. Ăn gì nhỉ? Ăn bún mẹ. Mẹ nhớ nhá. Vâng. Không bao giờ chia xa nhớ chưa? Vâng. Tạm biệt 9D. Rồi. Tôi là Trang. Năm nay năm cuối thì tôi chỉ muốn chúc cho các bạn nam lớp chúng ta có một tương lai sáng lạng hơn, đẹp trai hơn. Còn chúc những bạn kỳ thi sắp tới sẽ đạt được kết quả cao trong học tập và đỗ trường cấp 3 mà mình mong muốn. Và chúc các bạn luôn luôn bên mình và không bao giờ rời xa nhé. Tôi là Trần Minh Ngọc. Năm nay cuối cấp rồi, không phải gì nhiều. Nhưng mà chỉ muốn là Trần Đa, ta yêu chúng mày nhiều lắm. Ok. Tôi tên là Phúc. Tôi chúc tất cả các bạn lớp 9D thi tốt. Ok. Thi tốt rồi lại phải học về. Tôi gửi cho các bạn một bài hát. Tôi chúc các bạn một năm cuối mạnh khỏe, được hạnh phúc, mãi mãi bên nhau bạn nhá.